Anh 51 tuổi, anh hơn em 16 tuổi, bọn em quen được 3 tháng. Rồi, được 3 tháng. Anh đưa em đi chọn túi hiệu, tặng em khoảng 60 triệu. Nhưng món đồ đó em không thích, em thích cái hơn 90 triệu. Thì em có nên bảo anh không ạ? Không em. Vì mua về mà không thích thì lại tốn tiền. Lúc đi mua thì anh bảo mua cái nào tầm 60 triệu trên 100 triệu là hơi nhiều tiền. Lúc mới quen anh đưa em đi mua nhưng em không nhận. Giờ quen 3 tháng em mới đồng ý ạ. Em ơi, nó có vẻ như là em hoàn toàn chưa biết cái hành xử nó đến từ bên trong em đó. Tức là cái phiên bản của em á, nó bị méo ở cái phần tình cảm. Và em á, thì lại là giống như thế nào đó, em thể hiện qua sự sang chảnh. Cái này là cái mà đàn ông có tiền đến với em thì vì tình dục. Đàn ông có tiền và có tình cảm đến với em thì bị hư bởi cảm xúc. Đây là cái dạng mà em sẽ khó được hạnh phúc. Mặc dù có thể em xài đồ hiệu thật, em thật sự có tiền thật, nó sẽ hư tình cảm. Tức là cái người thật sự có tình cảm thì sẽ hư, cho dù có tiền hay không có tiền. Còn những người mà đến vì tình dục, tức là những người mà có bồ, có chồng, có vợ ở đâu đó và kiếm, thì sẽ phù hợp em. Và em sẽ không được hạnh phúc, sau thời gian em lại ngưng. Nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ đơn giản nè, lúc mới quen anh đưa em đi mua nhưng em không nhận. Bây giờ 3 tháng em mới đồng ý. Em ơi, em phải thay đổi mình đi. Hãy là một cái người phụ nữ mà khi người đàn ông người ta đến với mình, người ta nhận ra cái giá trị của mình, người ta tặng cái gì thì mình nhận cái đó cũng được. Còn ở đây á, em đang 60 triệu. Em thấy là nó vô lý thế này. Cái món quà là em thích cái 90 triệu. Và em thích cái gì nó không có gì sai cả. Nhưng mà khi người ta tặng 60 triệu thì em lại không thích. Ở trong em nó có một cái gì đó rất là méo, em thấy không? Bây giờ người ta tặng em một bông hoa em thích không? Cái bông hoa này có 10 ngàn. Em thích bông hoa 2 triệu. Em thấy nó vô lý do đó. Tức là em không thấy được cái tình cảm. Em không nhận được cái tình cảm. Bên trong nó phần tê liệt phần đó. Là tại vì đối với em nó phải là cái này nó mới tốt đẹp. Đó chính là cái mà em sẽ rất khó hạnh phúc. Người ta tặng mình một cái gì đó mà kêu là không đúng ý mình. Thì em thấy nè, mình không thấy được cái tình cảm. Mình không xây được cái tình cảm mà mình sẽ cảm giác khó chịu mua kia đi. Và em thấy nó chính cái đó là làm hư mối quan hệ. Thì em thấy là chính bên trong mình cái mong muốn của mình làm hư mối quan hệ. Cho nên em nói là em không thích, em thích cái hơn 90 triệu thì em bảo, thì có nên bảo anh không ạ? Câu trả lời nè, em không nên nghĩ tới cái việc là có nên bảo người ta không ạ. Chứ không phải là nên hay không nên, mà không nghĩ tới. Chỉ nhận cái 60 triệu và vui thôi. Rồi. Vì mua về mà không thích thì lại tốn tiền. Cái quan trọng là người ta tặng cho em. Em có thể là không thích, nhưng mà em thích là vì đó là món quà người ta tặng, em công nhận. Lúc đi mua thì anh bảo mua cái nào tầm 60 trên 100 thì hơi nhiều tiền. Có nghĩa rằng ở anh ta thứ nhất là cái năng lực về tới đó thôi. Thứ hai là anh ta cũng có thể là sợ chi nhiều. Tại vì cái cảm giác của anh ta với em, anh ta không an toàn đó. Ok. Thì hơi nhiều có thể là vừa. Hai lý do không biết lý do gì. Ok. Và em thấy không, ở cái testosterone của anh ta sẽ bị tấn công khi em có cái mong muốn những cái mắc tiền hơn. Cái testosterone của anh ta nam tính, anh ta, thứ nhất là anh ta nghĩ vậy nè, con nhỏ này nó high maintenance quá. Mà khi một người phụ nữ thể hiện mình là high maintenance thì mất luôn cả những người đàn ông có tiền nhưng có cảm giác. Tại vì cho dù họ giàu cỡ nào, họ vẫn không muốn cái cô gái đó khai thác họ. Họ muốn họ là người bảo bọc, chứ không phải là bị khai thác. Cho nên cho dù có tiền hay không đủ tiền cũng đều sẽ tụt. Và nó chỉ hút những người đàn ông nào mà đi tìm cái người phụ nữ mà đánh đổi tiền bạc để cho họ được cái gọi là rau sạch này nọ đó. Cho nên là trên 100 triệu thì hơi nhiều, có nghĩa là anh ta đã xác nhận với em rồi. Lúc đi mua anh bảo, có nghĩa là anh ta đã xác nhận. Đây là một cái dấu hiệu nha, theo kinh nghiệm của anh nha. Và như là một người đàn ông thì anh thấy rằng anh ta đã cảm giác cái này là không ổn rồi đó. Tức là anh chỉ chi cho em như tới đó thôi. Có thể là anh ta không đủ tiền thật, nhưng mà khả năng cao hơn là anh ta có cảm giác là em khai thác anh ta. Anh ta có cảm giác cho nên anh ta chặn trước. Và đúng như vậy thật, là vì em thích cái 90 triệu hơn. Em không nhận được cái anh ta tặng em là tốt đẹp. Và cái đó là cái làm hư mối quan hệ. Là vì cái phiên bản đó, chứ không phải là bản chất cái túi 60 hay 90. Em thích túi 90, em cứ mua túi 90, đúng không? Lúc mới quen anh đưa em đi mua nhưng em không nhận. Bây giờ quen 3 tháng em mới đồng ý. Cái phiên bản đó, em sẽ thấy rằng em cứ lòng vòng ở những người đàn ông có tiền. Có thể là có tiền, tại vì em thể hiện ra cái sự chi phí của em đó. Em vẫn có thể những người đàn ông có tiền, nhưng mà nó không ra hạnh phúc. Nó cứ vậy hoài. Em nên thay đổi cái phần bên trong mình. Tại vì em nói cái giỏ 60 triệu em không có hài lòng. Em ơi, người đàn ông tặng cho mình mà tại sao không hài lòng?
Điều đó có nghĩa là anh ta tặng em chiếc xe hơi em sẽ không hài lòng luôn, tại vì em muốn xe 10 tỷ. Em không nhận được cái giá trị về tình cảm, và cái đó mới là cái khó sống. Em thấy là bây giờ giả sử chồng em luôn đi, em thấy không? Em sau này về em thấy là nó tổn thương tùm lum là vì sự mong đợi của mình. Bên trong em có những cái sự mong đợi không nên có trong cái mối quan hệ hẹn hò. Nói đơn giản là người yêu cũ trong tay người mới và giới thiệu với em thì hành xử sao cho ngầu. Em đâu cần ngầu đâu. Tại sao phải ngầu chứ? Ngầu nghĩa là mình lăng tăng á. Thì người ta có người yêu mới thì mình ok thôi chứ có gì đâu. Hành xử sao cho ngầu. Khi mà đặt câu hỏi đó có nghĩa là đã không ngầu. Đã không ngầu. Em ơi, mình không cần ngầu. Tự nhiên đòi ngầu làm gì? Người ta giới thiệu thì ok. Hành xử sao cho ngầu? Hành xử bình thường. Hành xử như một người giá trị cao và lành lặn. Say hey. Tour của chị qua rồi, giờ tới lượt em nha. Chịu khó nghe. Em ly thân 4 tháng, em có dục chồng làm ly hôn, nhưng chồng em không nói năng gì cả, chỉ im lặng. Và em có nên là người đưa đón, đưa trước được. Em ơi, nó không phải là dục ly hôn, mà là xác nhận có chỉnh sửa hay không trước cái đã. Nếu người ta xác nhận là không chỉnh sửa thì lúc đó người ta nhận ra là người ta đang ly hôn. Tức là em đặt ra một cái câu hỏi nó không ra được cái câu trả lời, tại vì bản chất nó không cần câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Nhưng mà nếu em đặt ra là mình có xây dựng hôn nhân hay không thì nó đúng vào bản chất của sự việc, và lúc đó người ta sẽ nhận ra. Cho nên cái đề nghị ly hôn nó không đúng đâu. Dục chồng làm ly hôn, trời ơi. Vậy á, em thấy em bị kẹt. Em dục anh ta không ly hôn nhưng mà sống anh ta không sống, là em thấy em bị kẹt quá. Bởi vậy là cái cần làm bây giờ, bởi vì em nên tham gia cái lớp chỉnh sửa hôn nhân để biết cách. Tại vì cái này trả lời cho em vòng vòng, em về em làm như cũ. Em phải biết cách đặt cái mốc ở đây. Ok, tiếp tục. Em chào anh, em 23 tuổi. Em chưa từng yêu đương, vì nhìn anh nào cũng không có cảm giác muốn yêu. Gia đình em làm mai cho em một anh 35 tuổi có điều kiện tốt ở Mỹ. Em không có cảm xúc gì khi nói chuyện với anh ấy, nhưng anh khuyên em nên tiếp tục tìm hiểu về tốt cho tương lai của em. Anh ấy cũng nói là muốn tiếp tục tìm hiểu với nhau vì hiện giờ anh ấy muốn lập gia đình. Em có nên tiếp tục tìm hiểu khi không có cái cảm giác gì với anh ấy không? Em đã từng như vậy thì cứ tiếp tục như vậy. Tức là từ nào vậy, em không có cảm giác muốn yêu ai thì đừng yêu, đừng có tới, ok? Em coi có tại sao kỳ vậy. Đương nhiên là không rồi đó. Nếu em hỏi anh là có nên tiếp tục tìm hiểu khi không có tí cảm giác gì với anh ấy không, ok? Và dựa trên cái em đã xử lý ở phía trước á, thì hiển nhiên là không nha, ok? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.